Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một khu du lịch nổi tiếng các bạn nhé. Nếu các bạn có nhu cầu đến đi du lịch thì các bạn hãy nghe qua cái video này để các bạn đến nơi đó và tham quan để thưởng thức mọi thứ trên cái vùng đất đó các bạn nhé. Đây là khu du lịch nào đố các bạn biết. Đây, đố các bạn biết đấy. Khu du lịch ở đâu đố các bạn biết đấy. Khu du lịch này là Tuần Châu, Quảng Ninh các bạn nha. Đây, khu du lịch này là Tuần Châu, Quảng Ninh các bạn ạ. Các bạn biết khu du lịch này nó có những thứ gì nổi tiếng không? Đây, có bóng chuyền bãi biển các bạn nha. Thứ nhất là các bạn đến đó là các bạn được tham quan nhiều thứ văn hóa, nghệ thuật, tất cả những cái đặc sắc của khu du lịch bãi biển Quảng Ninh. Xong các bạn này còn được thưởng thức văn hóa nghệ thuật ở khu đấy này các bạn nha. Đấy, khu du lịch Quảng Ninh là một khu mà nó có nhiều thắng cảnh thăng lam đẹp nhất đấy các bạn biết. Đấy, nó nằm sát bờ biển luôn các bạn nha. Nó có khách sạn 5 sao, nó có các bạn đến đấy người ta đã dẫn các bạn đi để nhận phòng khách sạn, để nghĩ là các bạn đã biết là nó hiện đại như thế nào rồi. Đấy, hướng dẫn viên du lịch đã sắp đặt phòng có đầy đủ cái đồ dùng cá nhân trong cái phòng của các bạn nghỉ nha. Xong ngoài những cái việc đó ra còn tiếp cận được đủ các loại hình nghệ thuật. Đấy, mà các bạn biết rồi đấy. Đến khu du lịch Quảng Ninh này các bạn, trước hết là các bạn được chiêm ngưỡng đủ thứ các cái loại đặc sản ở vùng đất Quảng Ninh. Đấy, các bạn biết vùng đất Quảng Ninh có những cái loại đặc sản gì không? Đây, xin bật mí với các bạn nha. Có cá ngừ rất ngon các bạn nha. Đấy là cửa biển của Quảng Ninh này các bạn. Đấy, có mực này, đấy, đấy rất ngon các bạn ạ. Đấy là các bạn biết là cái đấy là một trong những cái thứ mà tôi giới thiệu, và ngoài ra còn ẩm thực đường phố này, ẩm thực dân gian này, tất cả các loại món ăn ẩm thực rất là đặc sắc các bạn. Đầu bếp ở đây chế biến rất ngon và rất lại, đấy, rất tài hoa. Nên các bạn nếu có du lịch đi du lịch ở Quảng Ninh thì các bạn sẽ được chiêm ngưỡng nhiều những thứ độc và lạ, nhất là những cái ẩm thực các bạn ạ. Đầu bếp ở đây chế biến rất ngon tất cả các cái món hải sản. Đấy, hải sản của Quảng Ninh này, đầu bếp ở đây phải nói là chế biến tuyệt vời. Ngoài ra các bạn còn được hàng ngày các bạn còn được đi thăm cái bóng chuyền bãi biển đấy, qua các tổ chức của quốc gia. Đấy, rồi được đi thăm văn hóa của vùng miền của Quảng Ninh. Đấy, các bạn biết được là cái tour du lịch ở Quảng Ninh nó hấp dẫn và nó giá trị như thế nào. Đấy, các bạn được biết hết. Đấy, là trước khi các bạn đi du lịch nha, các bạn được biết hết đấy. Là qua cái video này các bạn nhớ là nếu có nhu cầu đi du lịch thì phải tìm hiểu qua video này để các bạn biết được là cái du lịch ở nơi nào là hấp dẫn nhất các bạn nhé. Đấy, nơi nào là tuyệt vời nhất để các bạn đến đây các bạn vừa được thưởng thức những cái món ăn ẩm thực dân gian đường phố và món ăn đặc sản của vùng miền. Đấy, ngoài ra các bạn này còn được thưởng thức văn hóa nghệ thuật, các bạn còn được chiêm ngưỡng những cái gì độc đáo của cái riêng vùng đất đó. Đấy, các bạn hãy đến Quảng Ninh để các bạn đi du lịch thì các bạn mới tiếp cận được những cái gì mà độc đáo của tỉnh Quảng Ninh, ví dụ như là bóng chuyền bãi biển, các bạn tắm biển, các bạn được thưởng thức bờ biển rất trong xanh sạch đẹp. Đấy, phòng nghỉ ở đây nổi tiếng
Đấy, khu du lịch Tuần Châu Quảng Ninh các bạn nhé. Đấy, là các bạn biết được những cái gì nó hấp dẫn và đúng cái nhu cầu của các bạn là các bạn sẽ biết được. Đây, các bạn nhớ chứ, đi vào Tuần Châu Quảng Ninh là các bạn sẽ thưởng thức được bao nhiêu thứ các bạn nhé. Đấy, mong các bạn là nhớ và có nhu cầu đi thì hãy liên hệ xem trực tiếp qua cái video này, nghe chúng tôi giới thiệu địa điểm nào là địa điểm nổi tiếng, địa điểm nào là phù hợp với bạn để bạn đi tìm hiểu du lịch. Nếu bạn thích đi du lịch để tắm biển thì bạn đi Nha Trang, nói ví dụ như thế, hoặc bạn thích đi du lịch để ngắm hang động thì bạn vào trong hang động đấy. Và bạn thích đi xem câu cá thì bạn xuống bờ biển Sầm Sơn. Bạn thích chiêm ngưỡng nhiều thứ lắm các bạn. Đấy, cho nên là mong các bạn là sẽ xem qua cái video này để các bạn nhớ, các bạn tìm cái tour du lịch để các bạn thưởng thức nhé. Video của chúng tôi đến đây để kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau nha. Xin chào.